Trấn Thành tiết lộ em gái Uyển Ân phải đi thử vai để được đóng phim Mai. Vào ngày 9 tháng 1, phim điện ảnh Mai của Trấn Thành đã có buổi ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên chính Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Uyển Ân, Khả Như, Quốc Khánh. Tại sự kiện, Trấn Thành chia sẻ anh đã đầu tư gần 50 tỷ đồng cho bộ phim để có được những phân cảnh ưng ý nhất. Trấn Thành cũng chia sẻ về quá trình thử vai của em gái Uyển Ân. Thưa quý vị, nói thật với quý vị luôn, Uyển Ân là đi casting để có vai này chứ Thành không mời. Dạ đúng rồi, em đi casting. Và vai này là biết nói không cần bức xúc gì hết, chưa có ai cãi gì. Vai của Uyển Ân Thành không tiện chia sẻ là Thành, tại vì trước đó là cũng phải có 5 người cast và cái người cuối cùng đề nghị Uyển Ân là ông DOP Diệp Thế Vinh chứ không phải là Trấn Thành. Thành cũng không muốn mời lại Ân vào dự án này. Nhưng mà anh Vinh nói là với cái lực diễn đó, với cái gương mặt đó phải là Ân. Và Ân win cái job này bằng thực lực casting. Dạ, em cũng được lắm á. Dạ. Chưa ai cãi. Trong khi đó, Uyển Ân cũng bày tỏ sự nhiệt huyết đối với vai diễn lần này. Nói chung là thử sao hiếm như mà nữ. Mọi người thấy một Uyển Ân bánh bèo như vậy thì không ai nghĩ Uyển Ân có thể lột xác như thế này một bộ phim Mai. Có một chuyện đó, không có. Một lần sẽ chia sẻ vào bộ phim Mai. Nhưng anh Trấn Thành là một người dám đi đầu, dám tiên phong, dám thử những cái mới và giao những cái mới cho diễn viên mới. Thì em rất cảm ơn cơ hội của anh Trấn Thành. Ngoài ra, Phương Anh Đào cũng nói về lần đầu làm việc với Trấn Thành. Anh Thành cho em một cái cơ hội làm việc và em cảm thấy nó không chỉ là làm việc ấy. Nó được dạy, được chia sẻ, được anh, phải nói là anh trao chuốt rất là nhiều. Và khi mà em làm việc với anh rồi, em mới biết tại sao anh ở trong cái top đầu và anh thành công như vậy. Anh biết lèo lái làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn. Cái không khí ở trên đoàn nó là một cái điều mà em nghĩ nha, tất cả các diễn viên đều mơ ước được làm trong dự án này.